Hello, hello em. Em anh Long đâu em? Dạ, hôm nay chú không có qua tiệm anh. Ủa gì kỳ vậy? Sao đi mấy chỗ rồi không bao giờ có anh Long vậy? Ơ, vậy ngày hôm nay không có anh Long thì em cho anh hỏi là ngày hôm nay có hai cô gái nào hoặc là hai chàng trai nào mà đi cùng một cặp vô đây không? Dạ, có hai chị xinh đẹp đang đợi em ở trong. Là khu vực nào của bên em đó chị? Bây giờ khách mời đã tới rồi, Lâm sẽ lên xem khách mời là ai cũng như là trò chuyện với họ để xem hôn nhân của họ như thế nào. Xin chào mọi người. Ô, anh Lâm ơi. Trời ơi. Tới trễ rồi đó. Em muốn ngủ luôn rồi. Đó. Mình giới thiệu nhau mặt hai đứa sao y chang nhau vậy? Hai chị em sinh đôi hả? Sinh đôi luôn anh, sinh đẹp năm luôn. Y chang luôn trời. Ủa thiệt luôn hả? Sinh cùng năm bằng tuổi mà. Em là Linh Phi. Linh Phi à? Dạ, dạ à. Công việc hiện tại là MC. Nhưng mà hiện tại do là có em bé cho nên là em công việc chính bây giờ hầu như là mẹ bỉm sữa rồi. Đầu tiên là vô làm MC trước đúng không? Dạ không, ban đầu là em đi hát trước. À, em là ca sĩ à? Dạ đúng wow. Rồi. Bao nhiêu bé rồi? Dạ một bé. Một bé, bé trai, bé gái? Bé gái được bé gái. 9 tháng rưỡi rồi. À 9 tháng rưỡi. Mời em, đẹp quá ha. Dạ em đồng nghiệp. Đồng nghiệp MC. Dạ mẹ bỉm sữa. Ủa vậy luôn hả? Bao nhiêu bé rồi? Dạ một bé 6 tháng rưỡi. Trời ơi, cũng ủa trời sao con nhỏ nhỏ không mà đi massage vậy? Ủa? Con nhà dữ. Bà, ủa chứ đâu ai cấm là con nhỏ là không được đi đâu. Ủa gì? Vậy là không? Ai là vợ anh Quang Tuấn vậy à? Dạ em. Ủa em hả? Dạ. Nãy từ tưởng bên đây chứ. Trời ơi. Ủa tại sao anh tưởng bên đó? Anh cho em một lý do đi. Hả? Nói đi, em là ghim lắm đó nha. Không có. Em biết em hỏi chi mẹ bé này. Thiệt luôn. Anh Tuấn đâu? Dạ đi quay rồi. Anh Tuấn quê đâu? Quê Đồng Nai đúng không? Nữa, đừng có nói hả? Quê cũng quê quá. Phải không? Tính quê đâu vậy? Quê Bà Rịa. Bà Rịa hả? Vậy chúng năm thư rồi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Thấy là đẹp trai. Không, nhìn anh cũng mặn mòi ha. Dòng trai biển nhìn mặn mòi. Tại sao cô thích Tuấn được ngày xưa là sao gặp nhau vậy? Em quen với anh Tuấn là đi quay phim chung. Ủa lại mình sống phim luôn? Dạ. Quá trời nghề để em làm đủ thứ vậy, ai mà lợi em? Thì ai mà lợi anh thì anh cũng vậy thôi. Chỉ có điều anh chưa hát thôi đúng không? Trời, có cho đi hát chứ hát đình đất miễu quá trời. Dạ. Thực ra là cũng có duyên vì là cũng lâu lắm mà em không có tham gia phim. Xong rồi tình cờ là cái thời gian đó là em không có đi hát. Em ra khỏi công ty. Ủa công ty luôn? Vô công ty luôn ghê thiệt. Chuyên nghiệp quá trời. Quen với nhau xong phim đó là em hết đi phim. Rồi về làm vợ luôn. Là dớt luôn hả? Dạ. Ông kỳ ghê, nhỏ mới làm nghề tự nhiên. Ờ. Nhỏ đang làm nghề tự dớt nhỏ về bắt nhỏ đẻ. Mới là diễn viên chuyển vọng thôi. Tuấn này vậy là cũng được rồi. Nhưng mà lần đầu ai sai nắng ngay trước. Lúc đó Tuấn cũng là gọi là hot boy, gọi là dạng người mê. Phải nam không? Thần thiên thần. Chị em đâu có biết đâu. Không biết hả? Không, lúc mà em đi coi ông là hoa cỏ qua đường hay sao? Đúng rồi. À. Thật ra là lúc mà em nhận cái phim đó là em mới hỏi là không biết là phim này là em đóng chung với ai. À. Em hỏi đạo diễn thì đạo diễn nói là đóng chung với lại cái anh đó. Xong em về em search trên mạng thì thấy cái hình đó mà đúng cái hình cái người đó em không có thích luôn. Cái vẻ ngoài em không thích. Đẹp mà anh đẹp mà sao không thích ta? Em không thấy đẹp, nhìn thấy cũng được. Được phải là không đẹp, cũng không xấu, nói chung là cũng bình thường. Mà tại sao không thích người ta? Có không, coi không phải cái, gu đúng không? Có cái dấu ấn. Gu em sao? Gu bụng bự hả? Em thì không có một cái chuẩn mực nào hết á. Chỉ quan trọng là mình gặp nhau hay là mình nói chuyện nhau thấy hợp hay là có cảm xúc thôi. Cái phim nó quay khoảng tầm 2 tháng mấy á. Thì ngày nào cũng tiếp xúc với nhau xong rồi anh em nói chuyện. Là chung tuyến hả? Em chung tuyến. Đúng rồi, chung tuyến. Trong phim á là anh Tuấn là thích người khác, còn em là người thích anh Tuấn. Là em đóng vai thích là cái tâm lý mình thích thiệt luôn hả? Dạ không, em đâu có thích đâu. Ai là người tỏ tình như trước? Thực ra cũng không có phải là chính xác là ai là người tỏ tình. Bản thân cả hai tự cảm nhận xong rồi lửa rơm nó bén luôn. Dạ đúng rồi. Nó bén luôn á giật mình không em? Ai chủ động trước? Nói sâu xa chắc là em nhưng mà nó thầm kín lắm. À. Em sẽ làm cách nào để người ta sẽ là người quý nói em. Trước. Đúng, chắc là anh Tuấn cũng đọc được á.
cái tín hiệu của em, cho nên là anh Tuấn sẽ là người chẳng hạn nói trước. Giống như đợt đó là anh Tuấn có diễn kịch, em chưa bao giờ đi coi kịch hết, xong tự nhiên anh kêu ơi bé có đi coi kịch không? Ê bé hả? Hả? Hồi lúc mới gặp nhau với lại quen nhau cũng kêu xưng nhau là bé thôi à. Quen với nhau là lúc đó là phim chưa quay xong, trên đoàn thì thể hiện là không có quen nhau, cũng như là quan hệ bình thường thôi. Nhưng mà đúng rồi, thì tình cờ cái hôm là đi coi phim với nhau và đoàn quay xong rồi, cái chị thư ký đoàn á, hai người vừa đi coi phim ra xong đang nắm tay nhau đi ra thì vô tình gặp cái chị thư ký đi vô trong đó đi toilet. Bà thư ký biên tập phim nhiều chuyện lắm, trời ơi tôi sợ. Mấy bà mà viết lịch rồi nổi, bà cũng nhiều chuyện lắm rồi sao? Dạ đó rồi, qua ngày hôm sau là cả đoàn biết luôn. Cả đoàn biết luôn. Ôi, đó cơ mà thư ký quá trời, thì phát hiện luôn. Dạ rồi, đúng rồi. Rồi kể từ đó là công khai chưa hay giấu giếm nữa? Dạ công khai. Rồi đoàn lúc nào cũng chọc, cái kêu là trời ơi, lúc nào cũng bên ngoài nói là tôi chỉ coi là em gái thôi. Nhưng mà em gái nuôi. Trời ơi, nuôi xong thịt nhỏ luôn, ghê thiệt chứ. Rồi quen bao nhiêu lâu mới đám cưới? Dạ quen khoảng tầm 3 năm. 3 năm đám cưới? Ồ, cũng tìm hiểu gì lâu vậy? Tại vì lúc mà em với anh Tuấn quen nhau là cả hai vừa mới chấm dứt mối quan hệ trước đó. Nên là cũng không có vội vàng. Dè chừng đúng không? Cứ hơi dè chừng, hơi vụn vỡ, chưa lành vết thương. 3 năm mới lành, rồi cái ráp lại với nhau. Anh Tuấn thì tất cả mọi người đều biết, nhưng mà chồng của... Hoàng Ngân. Hoàng Ngân là ai và làm trong lĩnh vực gì? Dạ chồng em làm Mai Trường Giang. Là ai vậy? Mai Trường Giang là ai vậy? Không có trong giới, không có làm nghệ thuật. Chứ anh làm gì? Anh là đại gia của mảng nào? Ảnh bán bánh su nè, bán gà rán nè. Bánh su hả? Rán có su không? Anh tên Giang mà anh họ Mai. Mai Giang hả? Trời đất ơi, tên thiệt luôn hả? Tên thiệt. Mẹ có nghẹo chọc không? Sao dám chọc, cả thế giới đều chọc, lẽ mình cũng chọc nữa kìa. Tội nghiệp nó, đã thế giới ta kỳ thị cái tên rồi. Nhớ vợ kế bên kỳ thị luôn. Thế giới người ta đâu có để ý đâu, nhận nhỏ vợ người ta mới để ý. Đâu, tại vì đúng không? Biết mail là hay là biết tên rồi tới họ đó, kiểu tiếng Anh rồi đó là nó ra. Xem thi cuộc thi gì à? Cũng mấy cuộc như là Hoa hậu Việt Nam nè. Hoa hậu Thế giới người Việt. Dạ, top 10. Top 10, đúng không rồi. Giải biển. Giải biển hả? Rồi em ra biển em diễn hả? Dạ, giải biển mà không bao giờ ra biển. Chưa ra đâu? Em bikini trên sân khấu. Lúc đó là cưới chưa, đám cưới chưa? Chưa, chỗ chưa cưới rồi, ai cho thi trời. Còn tung hoành. Rồi sao cuộc tình của hai bé làm sao? Một phần là em cũng thích ăn uống á, cho nên là em mới dính chồng em á. Chồng em với em cái tuổi có cách nhau sao? Dạ, cách nhau 5 tuổi. Là chồng em lớn 5 tuổi. Dạ. Còn Tuấn lớn em bao nhiêu tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi. Rồi sao trường hợp nào mà hai đứa quen nhau? Lúc đầu thực ra là tụi em quen nhau thì trong một cái event thì em là đi dự cái event đó, rồi chồng em là người tài trợ. Trời ơi, vậy đại gia rồi, chết rồi. Không, tài trợ sản phẩm thôi. Nghe cái bánh xu, bánh ơ, ăn thì đó, cái em cũng thích ăn cái gì đó. Mình vô mình ăn mình thấy dễ thương. Ghê lắm nè. Trời, lúc đó em non nớt, em dại khờ đấy, đâu có nghĩ gì đâu. Em chỉ thấy là thích ăn bánh, cái xong rồi được giới thiệu là anh này là chủ cái bánh này, em đang ăn ngon không? Cái này dạ ngon, xong em ấn tượng vậy thôi. Rồi bỏ qua. Mà ngoại hình của anh sao kể nghe coi. Cũng hài hước như là con em bây giờ vậy. Hài hước như con em bây giờ. Nghĩa là chứ không phải là một nét đẹp trai lãng tử nào hết trơn á, nó là một cái nét rất là lạ. Dạ lạ. Gu em gu lạ. Gu lạ. Rồi sao cái bữa ai đó ai xin số nhau trước? Tụi em chỉ gặp ở event đó thôi. Rồi lướt qua như một cơn gió, tại vì không, lúc đó không là không để gì tới nhau. Tụi em đang trong một cái tiêu quá luôn rồi, không nhớ được bánh hết. Chỉ là ăn bánh thôi, không có gì, không có định ăn nhau. Bánh ra tiền không? Không. Ra tiền không? Là bữa đó không ra tiền. Chết luôn, ăn bánh tại không ra tiền. Tại sao cho tiền được anh? Chán ghê. Rồi sau đó không liên lạc. Mà bánh ngon là bánh ngon. Trời ơi, ngon lắm. Ngon lắm hả? Ngon như là chồng em không? Lúc đó chưa có muốn ăn, lúc đó chỉ muốn ăn bánh thôi. Xong rồi lướt qua nhau một năm sau không liên lạc luôn. Rồi sau đó chắc là cũng cùng thời điểm khi mà tạm dừng cái mối quan hệ trước đó rồi. Cái vô tình gặp lại nhau, xong rồi bắt đầu mới liên lạc lại. Vô tình gặp ở đâu? Trên đường chiều mưa hay sao? Lúc đó là trong một cái show diễn khác, show diễn thời trang. Lúc trước là em làm người mẫu. Không tài trợ nữa. Anh đi xem, nhưng thật ra là cũng được mời đi xem để tài trợ. Ôi, ông cũng rảnh ha. Ăn tối ngày tài trợ. Lúc đó đọc thơm đang rảnh, đang rảnh. Rồi sao nữa? Em diễn, em lên sân khấu, anh ở dưới anh coi xong rồi. Có té, buổi diễn có té không? Thường thường té. Có nhiều người đúng không? Té hoặc là rách áo dài tẹt tẹt. Chứ nó chắc có anh nữa. Là con lòng rồi đó, chứ không ai dám làm gì. Rồi sao? Hẹn nhau đi ăn. Ủa mà em diễn thấy ảnh, em có địa anh dưới không? Hay là anh địa em? Ảnh phải thấy em chứ, em trên sân khấu em thấy ai? Anh quát rồi, ơi, hay sao? Không thấy gì trơn luôn. Thôi vô hả, nhắn tin cho em là hôm nay em diễn hả, ra đi ăn không? Khi em diễn xong. Số nào mà có số điện thoại? Đó là có bữa đầu tiên hả? Có Facebook của nhau rồi. Bữa đầu tiên hả? Thật ra là hai đứa là cũng có bạn chung.
cho nên muốn xin số rất là dễ là có bạn chung. Ủa giờ cũng nghe người ta nói trời không ăn được này nọ cũng xin số người ta trước đúng không? Anh nhắn cho em trước mà. Dạ. Anh nói sao? Thì anh nói là anh đang đi xem số của em nè, em diễn xong đó bụng không? Đó đánh vô tâm lý đó, đánh vô bầu tử nữa. Trời ơi vô ngọng. Con đường đi tới đánh bụng không? Đi ăn không? Cái em ok đi ăn thì cái đi ăn sao nó. Ai cưa cẩm nhau trước? Đương nhiên là ảnh. Em đúng rồi. Đúng rồi mình gái đẹp mà lần phải lớp na rồi phải. Mà lúc có thích anh không? Cũng không phải là gu em. Vô đây giống như hỏi cung á ha. Sao tao trò chuyện như hỏi cung vậy? Rồi bây giờ sau khi mà lấy chồng về rồi những tật xấu của mấy ông nó lòi ra như thế nào đây? Chồng em sạch sẽ không? Sạch sẽ hả? Có bộ đồ nhiều khi về cái không bộ đồ này còn sạch anh để anh mặc tiếp. À là mặc tiếp. Cứ máng treo hoài vậy đó. Máng treo. Treo xong lấy bộ khác mặc. Cái bộ đó vẫn treo đó. Mà có xịn nước hoa không? Xài ké của em luôn. Xài ké của em xài nữ luôn. Quá trời. Để nguyên ngày cái mồ hôi đồ đúng không ra nhưng mà anh rất là kiểu tiết kiệm nước hay sao anh không thích giặt đồ anh mới mặc đi lên văn phòng đi về cái thôi chứ dơ cái treo đó xong rồi đi lại lấy bộ khác mặc xong lại treo ở đó nhất quyết không chịu bỏ giặt luân phiên không chịu bỏ giặt máng nó lên lấy bộ khác nha vẫn lấy bộ khác xoay vòng có 30 bộ là một tháng không giặt đồ thì chắc ngày giàu lắm đó cái em đi lâu lâu vương cái gỡ ra em giặt vậy đó. Nhậu gì giặt đồ này nọ không? Không nhậu gì lắm. Không nhậu nhưng mà gì lắm. Tại nhậu không được, ta uống được chút xíu là đỏ người lên, chắc là do máu á. Do máu mà mỗi khi nhậu về có càm rèm, có quậy em không? Không ngủ. Ngủ hay sao? Xong rồi cũng có là rủ em nhậu chung. Rủ nhậu chung, chồng như rủ nhậu chung, em có nhậu chung không? Nhậu chung. Rồi con Dục ở đâu? À khúc đó chưa có con. Ai khúc đó chưa có con. Tuấn sao ông diễn tối ngày, thân đi phim liên tục, rồi có thời gian dành cho nhau rồi nọ. Chỉ mới bận. Mới bật đây. Dạ gần đây thôi. Nổi tiếng anh nó mới bật. Không nổi lâu rồi mà. Hồi anh 8 tuổi đâu nó nổi rồi đó. Cái gì xạo quá đi anh. Nổi lâu lắm rồi đó. Không mới làm nghề có mười mấy năm. Đó, làm nó lâu quá rồi. Hai vợ chồng cũng hưởng từng trăng mạch của đâu không? Dạ không. Mãi sau này á. Mãi sau này hả? Mãi chỉ mãi nghe đượm buồn vậy. Đúng rồi thiệt mà. Mãi sau này. Thì mới có thời gian để sắp xếp đi hưởng tuần trăng mật. Tại vì lúc mà đám cưới xong là anh Tuấn phải đi một cái phim khác nữa rồi. Ông đi liên tục ha. Em nghĩ là như là kể từ khi mà lấy vợ rồi cái công việc của anh Tuấn lên. Lên thời tới. Em là cái vật phong thủy. Phải không? Đúng rồi. Bản thân anh Tuấn là đàn ông á, anh Tuấn thì chỉ tập trung vào cái sự nghiệp, cái công việc của mình hoặc là cái chuyên môn của mình thôi. Còn những cái xung quanh anh Tuấn không có để ý. Hiện tại em là quản lý anh Tuấn thôi. Dạ đúng rồi. À trời ơi, vợ chồng hỗ trợ nhau còn gì bằng đúng không? Là truyền thông tất cả mọi thứ em trả lời hết. Dạ đúng rồi. À như vậy là bây giờ nếu mà khán giả mà coi những tờ báo mình Tuấn trả lời là do em là người cầm đầu phải không? Dứt dây trả lời hết. Dạ em trả lời nhưng mà em vẫn phải cho anh Tuấn xem lại xem là có đúng. Anh nghĩ cho em cho game đâu. Dạo hôm nay xem thấy những bài báo của anh Tuấn sao mà trả lời khéo quá. Nhà anh Tuấn tật xấu gì không? Nhậu không? Tật xấu. Dạ không nhậu nhưng mà anh Tuấn có cái là hút thuốc. Hút thuốc. Ủa tới nay chưa bỏ nữa hả? Chưa có. Hút con. Như cái máy không em? Trước thì hút nhiều. Cái khi có con không? Thì không. Một ngày một gói là em đạp khỏi giường. Đạp khỏi giường. Một ngày khoảng tầm vài điếu thôi. Vài điếu hả? Suy nghĩ chết là vợ mệt mỏi quá. Không phải. Suy nghĩ là sao? Anh hứa với em là khi có con là sẽ bỏ thuốc mà cho tới giờ luôn vẫn không bỏ. Em có nhắc lại lời thề đó không? Có nhắc hoài à. Mỗi lần mà anh nói cái gì không có hút đâu anh hay chối lắm anh hút đâu rồi em nói sao hả không ra em đã chụp hình những lúc mà ảnh hả lén lén ra ngoài ban công ngồi đánh game và hút thuốc à con chơi game nữa đánh game một thuốc đánh game bé này dưới quê đâu mà xài từ đánh game vậy em chơi game thì là cái từ của nhân game người ta gọi như vậy mà tại vì cái từ đó là hả mấy game thủ với nhau hay dùng á nên là em nghe vậy đánh trận ông đó dạng như vậy thì em đã đúng rồi là mê chơi game. Dạ. Chơi thâu đêm suốt sáng không? Không, thì chơi những lúc rảnh thôi. Rảnh. Dạ, nhưng mà tại vì cái tật đó thì em không có thích với lại có thêm cái tật nữa là ngủ ngáy. Ngủ ngáy à? Ủa ông đâu có mập đâu ngáy ta. Ủa gì? Thường người mập mới ngáy. Mập, ngủ chung người mập ta mới ngáy. Ngáy to lắm. Ngáy to mà dạ. Làm việc mệt mỏi em. Đúng. Ốm làm việc có thể dục thể thao đều đặn không? Có à. Tập cái gì ông tập cái gì? Nhảy dây tại chỗ. Chơi gì đàn ông vậy trời. Thế nào men ghê luôn. Men vậy. Quá trời. Là anh đứng một chỗ rồi không cần dây gì hết là anh chỉ nhảy. À ông tưởng nhảy dây mà không cần dây. Đúng rồi, dạ. Lần này gọi là trong diễn viên gọi là gì? Thế thì ủa gì tay có phải đánh không? Không có đánh, không? Dạ không. Để vậy thôi, giống như chạy bộ vậy đó, mình chạy tại chỗ vậy đó, nhảy nhúng nhúng. Mà nhảy ở chung cư hay nhảy đất? Dạ ở chung cư. À, có phiền tao không em? Tụi tôi không nhảy dây lúc mấy giờ vậy? Dạ 11 giờ đêm. Giờ tao đang ngủ đó em nha, hai chồng giọng xà cừ sao tao ngủ được?
Quá trời luôn. Rồi hay nhảy vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi ngoài tật xấu đó, ông tật xấu phụ vợ em chăm con, chăm ơ rồi nọ không? Dạ. Hay là thở dài. Trong khoảng 2 tháng đầu tiên xăm thì cũng có phụ, nhưng mà sau đó thì ảnh đi quay rồi. Lâu lâu thì mới có ở nhà. Ông có hay lãng mạn luôn, chồng là có người phải người là người lãng mạn luôn. Không lãng mạn gì luôn. Chán gì? 14/2 rồi sinh nhật rồi 83 rồi tặng bông tặng hoa rồi nọ bất ngờ không? À lâu lâu cũng có tặng, nhưng mà chắc là tại em là em không thích hoa. Ờ chứ em thích gì? Sòn hả? Ồ em thích cái gì thực tế. Cũng có là hai vợ chồng đi ăn với nhau được rồi, chủ yếu là dành thời gian cho nhau thôi. Chứ giờ kêu ship hoa cho em mà không thấy mặt đâu em tức thêm nữa. Dạ. Còn chồng em phải lãng mạn không? Dạ không. Sao ông diễn lãng mạn, cảnh lãng mạn rồi nào? Sao ngộ quá hai, cũng nhiều khi cũng tự thấy vậy á. Ông không lãng mạn luôn? Không lãng có mạn. Có gì ông tặng em gì hết trơn trời? Dạ có tặng, lúc mà quen nhau thì tặng. Tặng gì vậy kể nghe coi. Giá trị nhất là cái đàn piano điện. À em biết đánh đàn luôn hả? Dạ. À, trời công dung hùng hạnh. Ca sĩ. Đẹp hát hay, giọng đẹp mà đánh mà đàn. Lúc nữa. Trước thôi, còn giờ lâu quá bỏ rồi, nó cũng hơi lục nghề. Ở nhà ông xàm lắm. Ông xàm mà hề không? Dạ hề. Ông diễn bi mà ở nhà ông hề hả? Đúng rồi. Phải không? Hay dạ là thì... em thương không quá em nghĩ ông hề? Không, ảnh hề. Tất cả mọi người ở trong sân khấu đều thấy vậy hết. Hay ghẹo, hay chọc, rồi hay làm trò. Làm trò, ông làm trò gì? Ông làm con này con kia hay không sao? Không phải, ông làm chú thợ săn vờn cô bé còn thanh đỏ hay anh sao? Anh đang nhảy. Nhảy gì? Ơi, anh nhảy rất là xấu mà anh hay kêu chứ chẳng hạn. Ơi em đứng lên đi, hãy tập theo điệu nhảy này của anh mà anh làm gì luôn hả? Rồi bản lĩnh mà làm hay gì? Ảnh nhảy không đẹp mà được cái nhảy rất độc và lạ. À, là tự tin đúng không? Nhưng mấy ông này là vậy sao? Thích nhảy, thích hát. Có không? Nhảy nhúng nhảy rồi hát mà hát sai lời hết trơn anh. Nghĩa là nhạc lên là hát, không cần biết như vô rất là đúng nhịp, đúng nhạc luôn. Mà cái lời là đi đâu á, cái lời một cái lời không liên quan. Yêu đời lắm à? Yêu đời lắm. Có thích hát về nhà cũng xàm lắm anh. Xàm hả? Xàm ngoài xàm là giống như ông chủ nhưng mà về nhà xàm. Em có hai mặt ha, về ở ngoài làm được gồng rồi. Anh có biết là có một lần hả, là em giật mình là em đi ra khỏi phòng, xong ở trong phòng chồng em lấy cái chân váy dài của em với lại đồ của em mặc vô thì em giật nữa. Mình vui vậy đó. Có nhưng mà em có đó em, có đó. Thôi không anh đi, anh cũng vậy. Không biết là có cố không, chứ là mấy anh đạo diễn trong sân khấu hay là mọi người mà coi bài tarot của anh Tuấn kêu anh Tuấn là sau này là chúa tể các loại bóng hết rồi, giờ bóng muộn, bóng trổ muộn em mà. Rồi sao mặc cái đầm của em hả? Đúng rồi, tự nhiên em giật mình luôn, kêu trời sao tự nhiên anh lấy đầm của em mặc cái vậy, kêu giờ cái thấy thấy vui, thấy vui. Thấy vui. Nhưng mà mỗi lần mà em thấy chồng em giả BD em thấy sai sai sao á. Em sợ sợ thì đúng ớn không? Ớn ớn à. Anh kêu không có con BD nào mà cái tướng thô như anh. Trời ổng mà thô anh cỡ nào. Còn chồng em sao hay mặc váy luôn, mình được của vợ giỡn trững không? Chắc rất váy quá. Ổng bự lắm hả? Không, ổng nhỏ hơn em. Chứ không thì bày ngang bự hơn. Dạ. Ở nhà có cái trò nào mà ổng hay ghẹo chọc em, ghẹo con em, ghẹo em không? Hát với nhảy đó, mà hát không có liên quan mà em sợ, em đang sợ là mốt là con em nó bị ảnh hưởng á, là nó bị tuổi thơ sai trái á. Sai nhịp. Tuổi thơ sai trái, ví dụ như Bắc Kim Thang hay Cháo Linh Ba gì đó mà sai, cũng sai lời luôn á. Ai ghẹo hát tầm 7, tầm 3. Cái lời anh không có thuộc. Giống như tối con nó ngủ cái anh ngồi, anh cũng lâu lâu anh về sớm cái anh ngồi anh hát anh ru cho con ngủ á. Xong rồi mà ru kiểu như là hát xong rồi đợi em nhắc bài. Cháo Linh Ba cho vô môi giáo cô thương cháu. Cái ngồi nhìn em, gì nữa vậy? Anh Tuấn ghen không? Dạ, lúc mà quen nhau thì ghen lắm. Còn lúc mà cưới về rồi thì không có ghen. Em ghen luôn, ổng đẹp trai đào hoa phong nhã. Hai chồng hay ghen nghe. Dạ, tại em cũng tự tin em cũng ấy cũng đẹp mà chứ đẹp lộ. Cũng đẹp. Ờ, em cũng đẹp mà chứ đâu mất gì phải ghen làm gì đó. Ghen kiểu nhưng mà mỗi chán chường đúng rồi. Em. Dạ. Rồi trong cái cuộc hôn nhân từ đó giờ cũng trải qua cũng khá nhiều thời gian, cái nào cái trận mà em nghĩ là lớn nhất không? Hôm vừa rồi luôn, giao thừa mới tới tay. À? Đúng rồi. Bây giờ là ngoái chứ. Tức à mới vô tới tay nè. Rồi. Cái xong rồi chồng em có một thú vui là đi đánh golf, rất là thích, rất là ghiền. Giao thừa mà anh, giao thừa là phải về nhà ăn cơm gia đình đồ đúng không? Cái nhắn tin cho em là xin đàng hoàng anh đi đánh golf 3-4 giờ chiều nha, xong rồi anh về. Rồi xong rồi chiều về cái kẹt xe luôn. Đi từ Bình Dương, Thủ Đức gì về á. Cuối cùng là phải hả gửi cái bộ gậy golf ở đâu đó, xong rồi đua xe máy về tới nhà 11 giờ đêm. Rồi lúc đó làm sao? Lúc đó là em với con em đi ngủ luôn, ghét không thèm chờ nữa. Không chờ nữa. Xong cái dậy kêu em dậy. Em dậy không? Thì cũng phải mở mắt nói chuyện nhưng mà không dậy, kêu đi ra đón New Year với anh đi, ra chiêu chiêu rồi chút này, cái em nó dẹp vậy nè, em có chiêu gì nữa ra đi ngủ. Tức rồi.
Rồi sao lúc đó rồi không chịu luôn? Tức nghi ngủ luôn. Mà không, mà ngủ không được, mới tính với anh kiểu mình giận thôi, mình giận nhưng mình không ngủ được. Sao không có quề? Qua ngày hôm sau cái tự quề em thấy em ta dễ làm quề thì thôi đừng giận. Giận gì nguyên cái cảm xúc của mình nó như vậy mà, chứ lúc đó giờ sao, không lẽ giờ nằm đợi tới 11 giờ cái rủ ra chơi, cái tự hớn hở ra chơi liền chỗ cái đó kỳ hơn nữa, kỳ lắm anh. Kỳ lắm, tưởng mất chữ hớn hở ra, không cũng có lý của mình. Còn bên em? Cãi nhau nhiều nhất là lúc quen nhau đó, giống em nói vì anh Tuấn hay ghen. Công việc của em lúc đó là chỉ là đi dẫn, đi quay rồi này nọ, cũng đâu phải là giống như là em nhiều khi em nói anh Tuấn là ủa công việc của anh đáng lý ra em phải là người ghen chứ, vì là anh hay tiếp xúc gần với là bạn diễn nữ, còn công việc của em thì đâu có tiếp xúc gần với lại bạn nam gì đâu, chẳng hạn tới quay thì mình chỉ đứng trước máy quay thôi chứ mình đâu có đụng chạm gì với lại bạn. Ừ thì đó, dạng như vậy. Giờ ba ông đây trời ơi, quá trời ông đây giờ sao? Bây giờ cưới rồi thì hết ghen rồi, còn lúc mà quen nhau thì ghen. Với lại có một lần là ghen cũng dữ dội, cũng lớn. Em đi du lịch chơi với bạn của em mà đi Nhật, có một mình em đi à. Tại vì chồng em thì ít khi nào đi chịu đi du lịch chung với em. Đi xong rồi cái em với lại bạn em chụp hình, mà chụp theo kiểu với hẹn bạn em thì thằng bạn. Nhật mà đi với thằng bạn quá trời rồi. Không phải là chỉ có hai đứa mà có thêm cả một cái chị kia chơi chung với lại một cái anh kia nữa, nhưng là hai nam hai nữ. Cũng nói trước với lại chồng em rồi là chồng em biết là đi chung với ai mà thì mới đi cho đi rồi. Dạ. Đó xong rồi đi, xong rồi lúc mà chụp hình á thì cũng mình lúc mà mình cũng vô tư mình nghĩ á là chụp hình thôi cũng chẳng có gì, thì bạn em kêu ê bà Phi bây giờ người ta hay có cái xu hướng chụp là nắm tay nhau đi khắp thế gian cái kiểu được đấy không? Đi nào, bây giờ bạn nhé rồi. Xong rồi đó nó chụp cho em chứ sao, là tay em thế, xong rồi tay nắm đầu. Ừ, đó. Xong rồi chồng em á về ghen rồi gọi điện thoại qua, thì tại vì ở mỗi người mỗi phòng mà chứ đâu phải ở chung với nhau đâu, cũng không tin. Xong rồi lúc mà về Việt Nam thì lúc là làm trận rùm beng luôn, kêu là thôi giờ không quen nữa. Cái em cũng nói là thôi giờ tùy anh, thì anh em nói hết rồi, ba mẹ của em, nhất là ba của em á, gọi là đứng ra rồi dàn xếp nói chuyện hai đứa à. Xong rồi một thời gian phải tầm một tuần, một tuần tới 10 ngày không nói chuyện, xong rồi tự động cái ông nhắn tin lại cho em, nhắn vậy tin ba kiểu anh Tuấn, vậy ba em thích anh Tuấn đúng không? Dạ. Mốt bớt đú trên nữa nha không? Nói trời đưa tay đi nào rồi này nọ đi khắp thế gian đồ, về chưa chặt tay là mai rồi đó. Trời. Như vậy là chúng ta đã gọi là thư giãn, thì em có cảm nhận sao với dịch vụ bên anh Long không? Dạ đã. Đã hả? Ngoài đã nói về dài xíu được không? Mình MC mà. Dạ sướng. Sướng, đã sướng là hai cụm từ em nhắc tới. Còn em dạ, thấy sao? Dạ thư giãn và thoải mái. Em thấy nhân viên đã phục vụ nhiệt tình không? Dạ nhiệt tình ạ. Rồi bây giờ chúng ta cũng đến với những cái thẻ tinh nghịch, dễ thương, đáng yêu. Rồi em chọn đi. Hú hồn luôn á. Mỗi người một cái ha anh. Nếu mẹ chồng không ưng cách chăm con của mình, bà sẽ giải thích như thế nào để mẹ hiểu? Đầu tiên là em sẽ phải hiểu cái chuyện đó theo cái hướng là mẹ chồng cũng muốn tốt cho mình. Đúng. Để mình có cái thái độ hợp lý. Đúng. Sau đó là mình sẽ tìm những cái chứng cứ khoa học hơn để giải thích cho mẹ hiểu. Bây giờ hiện đại rồi mà, trời mẹ chồng có Zalo luôn nha. Có luôn hả? Zalo em luôn nha, em gửi cái link qua cho coi được luôn nha. Có video thì càng tốt để mẹ có thể xem. Rồi giải thích cho mẹ là cái này là không hợp lý nè, cái này thời đại của tụi con bây giờ nhiều khi không phù hợp. Ví dụ ngày xưa nhà vườn không nhà trống thì sợ trúng gió trúng ơ đồ, đóng cửa nằm than đồ, còn giờ là nhà tụi con kín mít, không có gió, không cần nằm than. Em nuôi con bằng sữa mẹ đó cho nên là con của em nó cũng không phải là mập mũm mĩm, nó chỉ gầy gầy thôi. Thì mọi người cũng lo là sợ là không đủ chất hôn hay là mình thêm uống thêm sữa ngoài đi, thì đó bên gia đình chồng em cũng có góp ý. Thì em cũng phải tìm cách để giải thích sữa mẹ vẫn là tốt nhất nghe. Chứ mẹ sẽ sinh về trẻ nhỏ. Đúng rồi. Bây giờ là tìm cách giải quyết để dung hòa, không làm mẹ buồn. Mình nói, mình gửi những cái link, những cái dẫn chứng để gửi cho mẹ, không làm mẹ buồn. Đúng không? Yeah. Mà từ trước giờ cái nào mà mẹ chồng nàng dâu mà gọi là những cái lời cũng là không có thuận nhẹ không? Không thuận nhẹ hả? Em chắc kiểu cũng vô tư á anh Lâm. Kiểu như là em nghe xong cái em cũng lơ như thế, nhưng mình không nghe gì đi. Em lơ luôn hả? Em lơ luôn. Mà em có làm dâu ngày nào không? Dạ không. Lên về quê đám cưới cái đi lên luôn. Đám cưới xong là đi lên lại luôn. Ê mà bằng em. Thì giống như là mẹ cũng là mẹ chồng em cũng rất là hiện đại đúng không? Dạ ví dụ như là mẹ biết là em là không biết nấu ăn đi, thì về cái mẹ đãi em ăn nữa, xong em đi rửa chén gì đó. Là hay. Là phân công mẹ nấu ăn con rửa chén. Dạ. Như hai chị em vậy đó. Thì em phụ thôi. Có nghĩa là mẹ em cũng hiện đại, cũng có Zalo rồi nọ, gửi những cái thông tin cho mẹ của mình. Rồi bây giờ cái câu hỏi của em là gì ạ? Dạ, bỗng một ngày chồng lãng mạn bất ngờ, bạn sẽ suy nghĩ điều gì? Anh Tuấn em nói là không lãng mạn, lãng mạn trên phim thôi. Dạ. Vậy nếu một ngày bất chợt trời ơi ông tổ chức lãng mạn, mùi nến, hoa, bồn tắm, tiếng nhạc du dương, một người đang đãi vì gì mình đàn violon hả? Violon. Đàn violon. Hả? Em sẽ nghĩ gì?
em sẽ nghĩ thêm cái chiều hướng là chắc là anh Tuấn đang muốn mua một cái gì đó. là lấy lòng quá hả? Đúng rồi, bởi vì bây giờ hầu như là kinh tế là em là nắm hết. Dạ, nên là ảnh mua gì là anh cũng phải hỏi ý kiến của em, kêu là anh mua cái này. Nên là trước khi mà ảnh mua gì thì ảnh kêu là mẹ thích cái gì thì mẹ mua đi. Thì mình mua cái của mình rồi thì mình sẽ nghĩ là cái kia không mua vậy cũng tội chẳng hạn vậy đó. Thì em nghĩ nếu như mà một ngày đó ảnh lãng mạn thì chắc chắn là đang có ý định là muốn mua cái gì đó. À, là ông nào có chiêu hết hả? Trời ơi, ông nào cũng dễ sợ vậy. Ê, mà phải mua cái gì mà ông tổ chức một cái buổi tiệc lãng mạn phải tốn tiền gấp đôi chứ đúng không? Vậy là phải mua cái gì đó rất là cao giá. Mà từ đó giờ ông có lãng mạn với em cái gì mà em nhớ mình nó dễ thương một xíu không? Lãng mạn cái gì thì đó là chỉ có cái món quà là em cũng bất ngờ là vì ảnh tự đặt mua cái đàn piano điện cho em mà em cũng không có nghĩ tới. Còn những cái khác thì hầu như là anh không có thuộc tiếp người là thích tạo bất ngờ. Một ngày em đi làm em cho anh nhiêu vậy? Anh được nhiêu? Anh được 1 triệu. Dạ, em không có cho theo ngày mà em cứ nhét vô trong túi khoảng tầm 1 triệu 2 triệu gì đó, nhiều khi cái em cũng quên luôn á. Em quên cái không cho luôn. Không cho, xong cái anh lên về anh mượn. Không có tiền uống cà phê, tại vì anh là anh hay uống cà phê và hút thuốc lá, nên là mỗi lần đi quay vậy á, xong cái không có tiền uống cà phê, anh kêu chứ trời bây giờ mỗi lần anh lên cái anh cứ hay kêu đạo diễn với lại mọi người kêu ơi ba tao mất tôi 1 ly cà phê ba tao. Trời ơi. Trời bao tao ly cà phê xem nói chuyện hả hê với em. Trời ơi, em sung sướng với chồng em đi xin người ta từng điếu thuốc từng ly cà phê lắm hay sao mà em hả hê vậy? Nhưng mà em nghĩ là cái đó nhiều khi cũng vui mà. Mà có nào vậy không cần nhằn em không? Dạ không, tại vì mọi người anh Tuấn thì được cái là có chiêu xin. Xin hả? Hay xin đồ ấy là gì? Chết rồi, bạch mặt không ta? Chồng em chính xác. Hay xin lắm em. Mà xin khéo lắm anh, xin người ta không thể nào từ chối được. Chẳng hạn kêu, trời ước gì bây giờ có ai đó mua cho mình một ly chè hay là một ly cà phê, trời ơi. Người đó đẹp, là đẹp chứ hả? Là ước về đó hả? Đó, chẳng hạn vậy. Cái hai nói bông quơ vậy đó rồi, ai mua cho. Rồi bây giờ sẽ một phần rất là thú vị ở chương trình nữa, đó là thử lòng bạn đời. Thì bây giờ mình đã suy nghĩ một cái câu chuyện nào đó, cái tình huống nào đó để thử lòng chồng mình, để xem anh ta sẽ phản ứng như thế nào. Tình huống nào mà cảm giác là ông chồng mình sẽ bất ngờ cũng như là ông sẽ phản ứng mạnh với tình huống đó? Mà gặp hai ông chồng là phản ứng nhẹ không ạ? Đúng rồi. Nhẹ không ạ? Dạ. Những người đàn ông điềm tĩnh. Điềm tĩnh. Em thì em hay thấy anh Tuấn hay rất là cà khịa em những cái mối quan hệ trước của em. Nhớ không? Chẳng hạn như là với người yêu cũ rồi này nọ kia. Đó ghê trời, nước Facebook đồ này nọ thấy không? Mà trong cái đó Facebook của người yêu cũ em không có ép và em cũng không có theo dõi, chỉ có chồng em theo dõi thôi. Kỳ vậy, nó kỳ vậy. Đúng dạ. Nên là bây giờ em thử cái tình huống là một cái người yêu cũ nào đó của em chẳng hạn tặng hoa hay nhắn tin cho em. Thôi nhắn tin đi, tặng hoa thì chắc chịu điều đó rất là khó xảy ra. Nhắn tin đi. Coi coi là ảnh có phải là người ghen không ghen hay là hay ghen nha. Không biết, trời sợ đang quay không biết có nghe điện thoại được không. Alo. Alo ba hả? Nghe nè. Tự nhiên hồi sáng nay á, anh Phương á, người yêu cũ. Tự nhiên anh Phương nhắn tin cho mẹ. Cái tự nhiên nhắn tin lại hỏi thăm mà nhắn cũng nhiều, xong rồi hẹn đi tự nhiên rủ đi cà phê mà lâu nay lắm rồi đâu có liên lạc, cái lại đâu có nói chuyện qua lại đâu, tự nhiên vậy. Nên giờ mẹ có nên trả lời không? Mẹ vẫn chưa có xin tin nhắn. Giờ trả lời sao giờ? Giờ sao? À biết mẹ. Mẹ nghĩ sao mà trả lời vậy chứ nó có trẻ mẹ yêu cũ cho mẹ. Tiến đi kỳ không? Bình thường hả? Bình thường. Gì vậy ba cho đi luôn hả? Ừ. Ba không ghen hả? Không ghen. Trời cho đi về đừng có cà khịa nha. Không cà khịa đâu. Chào anh Tuấn, tôi là Phương đây. Chào anh Phương. Không, em là Lâm nè, anh Tuấn ơi. Phương đâu, em là Lê Vũ Lâm nè. Trời ơi, đó thì đang quay chương trình nè, rồi có cái phần mà thử lòng bạn đời đó. Nói anh Tuấn á, là hay cà khịa những cái cuộc tình mà trước đây của chị lắm, hay cà khịa đồ. Chỗ dằn dằn vậy đó. Tôi đang chọc chơi thôi. À, anh chọc chơi thôi đúng không? Vậy thôi à. Dạ rồi, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều nha, đừng thận nha anh. Dạ. Ê, ổng hiền, ổng trả lời gọi là trả lời không có cảm xúc á. Không biết là ổng vui hay ổng buồn hay là ổng cặp, ổng bực, ổng gì, ổng... bình thường. Còn bây giờ này em sẽ tình huống gì thử chồng mình đây? Cái đam mê hiện tại bây giờ nhất của ổng là cái vụ đi đánh góp được không? Trời ơi, lưu tên Mai Trường Giang con sợ vậy. Alo. Alo, chồng hả? Ừ. Bữa chồng nói cái giải góp gì của chồng là ngày mấy? À, 16, trên Hồ Tiền Lâm.
Em đang định trước Tết là dẫn bố mẹ đi Phú Quốc. Nếu mà vô đúng cái ngày đó thì anh sao? Thì em quyết đi, anh đi theo em thôi. Được không? Ok, thì em quyết đi nha. Anh đang họp, có gì quan trọng không? Thôi vậy thôi, cái gì em về em nói chuyện nha. Chắc nha, hứa nha. Cũng đang họp đó, tôi nói hổn chửi tôi nữa đó. Mà ở vô nói chuyện nghệ sĩ quen dễ nói hơn. Mà dòng dòng nhau doanh nhân nói chuyện là sợ lắm, ông đang họp nữa. Quíu cò liền. Thấy ông chồng quá hiền, ông là cũng thương yêu vợ mà gọi là cưng vợ hết mực. Tùy em thì em quyết định em đi đâu anh theo đó. Còn một ông chồng cũng không ghen tuông gì này nọ, cứ bình tĩnh điềm đạm. Bây giờ này chương trình có thêm một cái gọi là phần nữa, đó chính là lời chưa nói. Nhân chương trình này em có thể chia sẻ với chồng mình, hoặc là bây giờ kêu anh Tuấn, anh nói đừng hút thuốc, uống rượu nữa. Sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở đâu em? Dạ ở Gò Vấp ạ. Mình sống với ai em ơi? Dạ hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Em bên dậy sao em? Dạ em dậy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái mạnh của mình, hát hò nhảy múa nấu ăn cái gì mà bé gì đó. Em thì hát được, thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì đang em đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu chị không có kêu hát nhiều. Em quên mất, không biết hát về gì nữa. Hát được rồi, còn điểm mạnh gì nữa? Dạ nấu ăn. Rồi còn không nè? Dạ chắc là đấy là hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà hay hát này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm ạ. Có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ, dạ không chị. Em có đây 6 năm. Ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Năm 25 tuổi. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu thì ly hôn em? Dạ tụi em sống với nhau được mà. Cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề dạ. Hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn. Còn tại vì em là nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em cũng dừng lại. Cho chị một cái chủ đi. Cái chồng em lời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi, ví dụ như người sau, ví dụ chị giới thiệu nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. Tại vì chồng em á, mẹ chồng em á kiểu là không ưng em, xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý. Đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông.
Đạt, mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra, con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này, kiếm chuyện nọ, đủ thứ á. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ, chắc tầm 5-6 tháng á chị. Trời ơi. Ok. Rồi, ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ, cũng có một người. Xong rồi người ta, kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á. Người ta cũng không có thích lắm. Gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai ta lấy gái đã có chồng rồi. Nên là thôi, tụi em cũng thôi luôn. Là giờ em không quen ai hết. Lâu. Em quen người sau á được bao lâu? À, quen được 2 năm. Lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Được 2 năm mà chỉ cho như vậy thôi rồi em dừng. Đó dừng. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh á thì hồi trước tới giờ là giờ anh mà cưới em á thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị. Xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác, chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi. Sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Năm người em rồi, định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao? Em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Em sống ít. Dạ em cao 1m6. Rồi 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi. Rồi. Vậy là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường nè, là chị thấy được là cái anh đó nó ảnh phù hợp với em. Ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính. Nếu mà mình đặt tóc tai có thể thay đổi được, em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, hậu chị sẽ, nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hay ốm hay như thế nào đó chứ. Mà ví dụ dạ mập hay ốm ha, em thích là vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Em rồi có cái gu nào nhất định không em? Ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, thì chị nhìn vô chị còn biết cái gu em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng lẽ chị ghét ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được. Mọi người đàn ông của gia đình. Rồi. Nghề nghiệp miễn sao là trên 10 triệu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Dạ. Bạn
Tuổi thì hơn tuổi của em. Hơn từ từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Không, chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta đang thật. Giờ sẽ đánh cách nói. Nhỏ hơn cũng được nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. À, cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy. Em, con thì em ok không? À, nếu mà ly hôn rồi đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em nên em không có niềm tin nhiều giống đó. Ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là gì. Ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi. Rồi. Dạ chị ơi, chào mọi người. Buổi cách tin của bạn Nguyễn Hò ha, thì mọi thông tin nghề nghiệp, tên tuổi này, câu chuyện của mình thì chị sẽ là người tự chủ động chia sẻ giúp cho em ha, chứ đừng có chờ biên tập là hỏi ha chị ha. Bây giờ chị giới thiệu giúp em là tên tuổi, họ tên, nghề nghiệp, quê quán của mình với. À, mình tên là Lan Thị Bạch Tuyết. Mình sinh năm 1983. Mình ở, thực tế ra là mình đang ở quê quán mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất công việc á, thì hiện tại nên mình ra đảo, mình côn đảo mình làm việc. Mình đã ly dị lâu rồi mà, và hiện tại mình có một bé trai năm nay cũng được 15 tuổi. Ờ, nghề nghiệp mình là mình làm trong cái ngành khách sạn và buồng phòng, là khách sạn buồng phòng. Hiện tại là mình đang làm tại Systensis Côn Đảo Resort. Chị nói rõ giúp em là chị làm gì ở khách sạn ạ? Nhân viên buồng phòng. Rồi. Chị kết hôn được bao nhiêu lâu? À, mình kết hôn cũng được cỡ 3 năm rồi sau đó mình ly dị. Mình kết hôn từ năm 19 tuổi. Sau đó thì ly dị. Sau đó mình ly dị, giờ tới hiện tại tới bây giờ luôn vẫn chưa có kết hôn lần nữa. Mình ly dị được bao lâu rồi chị? Cũng được 15 năm rồi. Ồ. 15 năm. Rồi, chị cho em biết là lý do sao mà hai người gặp gỡ nhau như thế nào, rồi lý do tại sao hai người lại ly hôn? À, vấn đề là tụi mình là học sinh học cùng nhau chung năm lớp 12, sau đó hai bên ngồi chung bàn, chung chợ, chung ngồi chung bàn và quen nhau từ đó. Còn mà vấn đề về chia tay là do là anh ấy có người khác và có đứa con cũng lớn hơn mình. Có đứa con cũng được cỡ tầm 2 tuổi. Sau khi biết việc đó nên là mình cũng nên ly dị. Là chị ơi, tức là con riêng của chồng cũ của chị ấy là lớn tuổi hơn con trai của chị hiện tại hả? Đúng rồi. Có nghĩa là trong thời gian kết hôn, là chị kết hôn 3 năm chị mới có con, thì trong 3 năm đó là con anh ấy đã được 2 tuổi rồi. Đúng rồi. Tức là lúc kết hôn với chị là cái người kia là đã có bầu rồi. Đúng rồi. Không, thật ra là lúc là tụi chị kết hôn là đã gần 1 năm sau là anh đã quen người đó và có con. Và bây giờ là anh chồng cũ của chị là đang sống với cái người kia luôn. Vâng, đúng rồi, vẫn còn là sống chung. Còn chị thì nuôi con. À, cũng đúng. Tại vì bạn ấy không, lúc đầu là bạn ấy cũng kêu mình phá thai. Nhưng mà mình nghĩ là do trời, mình một bạn người nên là mình không có bỏ và vẫn nuôi và không cần tiền chu cấp của bên gia đình chồng, nên là từ đó giờ mình vẫn nuôi con được. Mình vẫn có trách nhiệm. Đấy, mình là vợ chính thức luôn, có cưới xin, cưới hỏi đàng hoàng luôn.
mà con mình ra lại còn như vậy nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi, thế mà vẫn chưa bị nghiệp Tại quật hả chị? vì nghiệp quật rồi. Tại vì biết là tại vì họ họ giống như là gia đình họ là người Bắc đó. Họ nghĩ là anh cậu bé anh chàng đó là đã là con trai thì đôi khi mà chồng mình là con trai trưởng, con trai lớn trong nhà thì có một anh con trai, nhưng mà khi mình thấy mình lúc mà tại vì trong thời gian làm thủ tục ly hôn á thì mình đâu biết mình mang thai, tới lúc mà xong xuôi hết trơn á mình mới biết mình có, thì mình sao mình đòi hỏi người ta được, sao mình đòi hỏi người ta là phải có trách nhiệm. Nhưng Đôi mà khi họ ý quay là lại vậy thì đã ly hôn rồi mà vẫn bắt chị kêu chị là bỏ con đi ấy hả? thì kêu giờ có rồi thôi bỏ đi, tại vì họ nghĩ là tốt cho mình đó. Nhưng mà mình cũng không có muốn. À, họ sợ trách nhiệm thôi chứ tốt thì cho mình chị. Thì mình hãy nghĩ tốt gì cho họ đi, mình đừng có nghĩ gì khác Thôi em á. không, vậy em mới hỏi chị câu là đã bị nghiệp quật chưa? Có nghiệp quật rồi Nghiệp quật sao rồi chị? à, mười mấy năm trời dính vô đường ma túy là nghiệp Ôi. quật Ừ, thế thôi. À, rồi. hèn chi giờ chị nghĩ tốt cho người ta thôi, nghiệp quật cũng đủ rồi đúng không? Chính xác là Thế bây giờ con trai chị là đang ở thành phố với lại gia đình chị hả? đúng rồi, bé đang ở thành phố và đang ở với bà ngoại. Còn chị thì đi làm thì thỉnh thoảng chị mới về thôi. Đúng rồi, cỡ 3 4 tháng mà lựa vào thời điểm mà Ít khách vé máy du bay rủ khách du lịch là mình bay về lịch. Chị ra giá đấy làm rẻ. lâu chưa? Cũng được 1 năm rưỡi rồi. À, mới ra đó 1 năm rưỡi thì trước đó là chị làm gì? Chị cũng làm bên ngành này và chị cũng làm ở khách sạn ở trong thành phố đó. Tại vì do cái thời điểm là do bị dịch bệnh đó, cái cho là thành phố đóng cửa không, cái vừa mới cái thì ngoài đây thì cái ngành du lịch vẫn còn phát triển nên là bay ra đi làm, vừa bay ra tới khỏi đây là dịch bệnh nó bị bùng phát vào năm 21 á, dịch nó bắt đầu thời điểm 20 bắt đầu nó mạnh á, là mình phải ra đây mình làm đi luôn. Rồi, thế là sắp tới mà ghi hình là bay về đây để ghi hình rồi thăm con luôn được đúng không? Đúng rồi, tại vì mới Tết Tết vừa rồi mới về nhà mà, tại vì Tết vừa rồi mới về nhà mới xong. Dạ rồi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì không? Có chứ, mọi con người ai cũng phải có điểm mạnh điểm yếu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? Điểm mạnh là tiếp chị rất là thẳng thắn, nó yêu thì yêu mà không yêu thì nó thẳng chứ đừng có mà nó cả hai tay, chị không thích điều đó. Còn điểm yếu là hay mất ước lắm. Ai làm chị biết ước? Mà làm chị khó chịu là chị mất ước. Mà dễ xúc động, dễ rơi nước mắt đúng không? Dễ xúc động lắm. Nhưng mà cũng gọi là đôi khi cũng đừng qua, mình cũng mạnh mẽ, đôi khi cũng mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ đến nỗi mà mình đôi khi mình phải sợ mình luôn. Đó là mẹ đơn thân 15 năm Thật ra trước đó cũng có một mối tình, nhưng mà một cái vấn đề nữa mà thực sự là không ai muốn quen với chị là chị vô sinh, chị không có khả năng chị có con nữa. Nên là lúc trước chị cũng có quen nhưng mà người ta đòi hỏi là có con nhưng mà chị không có con được, nên là quen chị sau này là khó có em bé lắm đó, Chị nói chung là về không vô có sinh chính xác đúng không? em bé, không có sinh, không có khả năng đẻ nữa. Gọi là vô sinh thứ phát á. Tại vì ngưng lâu Mà quá rồi. không, chị vô sinh lâu rồi, tại vì cái thời điểm mà vừa chia tay với chồng chị thì khoảng 1 năm sau chị có bạn trai, mà chị vẫn có người mới, chứ xong rồi do là chị không đẻ được người ta lại muốn có con, nhưng mà chị quen nhau gần cả 5 6 năm mà không có em bé luôn, cũng có những
lần quan hệ nhưng mà không có em bé thì chị thả cho họ đi về, giống như tìm được người mới. Thì tìm được người mới thì đụng vô là có bầu, bây giờ ta có 3-4 đứa con rồi đó. Nên là chị biết là chị bị vô sinh nè. Chị nói thẳng là chị không có đẻ được, nhưng mà họ vẫn muốn quen, thì kết quả không như họ mong đợi, nên là mình phải buông tay cho họ đi tìm người mới. Rồi, thế bây giờ là chị có năng khiếu hay tài lệ gì không? Hát hò thì được không? Hát dở lắm, không có năng khiếu gì cả. Không có biết hát, cũng không có biết về là đàn tranh, đàn ca gì, không có biết, không có biết gì hết. Tứ đổ tường thì biết những món ăn chơi không à, chứ không có biết mấy món mà năng khiếu. Tứ đổ tường là biết chơi mấy món mà đàn ông chơi sao chị chơi vậy được á, chứ còn mà năng khiếu thì không có đâu. Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất là không bắt chị sinh con này. Đóng cửa lại giùm luôn. Rồi, ok. Cũng không biết nữa, mình chỉ cần tâm sự được là cảm thấy Tiết cũng ổn. Giống như, người biết lắng nghe Tiết. Tiết có một cái nhược điểm. Trên tuổi Tiết nè, hơn tuổi Tiết cũng được. Nói hơn là bằng tuổi chị ha. Là lúc lắng nghe Tiết là càng Tiết cũng thích, mình cũng thích hơn. Tại vì đôi khi trong công việc đó có những cái mà Tiết bị áp lực đó. Tiết muốn cho một người biết lắng nghe mình. Ví dụ như mình áp lực quá, mình muốn kiếm một người tâm sự nghe mình nói. Thì là đó cũng là một điều hay. Biết lắng nghe. Rồi, quê quán của bạn trai thì sao chị? Thôi ở thành phố đi. Tức là nếu như quen bạn trai thành phố là chị sẽ về đúng không? Nếu được ở thành phố thì cũng ổn hơn. Rồi. Có điểm gì chị không thích ở bạn trai không? Bất tích để... gì? Gì ta? Ngoại hình thì chị yêu cầu sao? Cao thấp mập ốm sao, 6 múi hay là 3 múi hay như thế nào? 6 múi đi ha, có 6 múi càng tốt ha. Ngoại hình thì vừa cũng được, tại vì bản thân chị cao tới 1m83 đó. Miễn sao là trên 1m83 là chị thấy ổn rồi đó. Đừng có lùn vậy, không cổng chị được là chị buồn. Cao hơn chị là được, tức là 1m65 trở lên cũng được đúng không? Ok. Là phải nếu mà 6 múi thì đừng tốt. Cổng là phải cổng chị đúng không? Không phải cổng được chị. Ví dụ chị 1m63 mà kiếm anh chàng 1m50 thì sao mà cổng được chị đúng không? Đúng rồi. Chị mở chị cũng quen một anh chàng hết rửa đâu có cổng được đâu, bụng muốn chết luôn. Trời, công việc của bạn trai thì chị có yêu cầu không? Hả? Công việc của bạn trai chị có yêu cầu gì không? Không. Tại vì mỗi người có một cái sở thích mà. Chị thì công việc của chị là buồn phòng thì chị không có bao giờ chê tay công việc của người khác. Mỗi công việc có một cái sự tôn trọng riêng. Nhà chị ở Sài Gòn là chị ở quận mấy? Nhà chị ở quận nhất. Nhà quận nhất. Dạ rồi. Ok, chị Tuyết ha. Có gì là chương trình sẽ liên hệ tiếp với chị để làm nội dung kỹ hơn nếu như có người phù hợp với chị nha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, em cảm ơn chị Tuyết nhiều. Chào chị. Sinh ngày 1/11/1981. Mình đang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống xăng dầu Petrolimex. Nhà mình ở chung cư Belaza, quận 7. Mình hiện là mẹ đơn thân, có con gái là 16 tuổi. Mẹ đơn thân, có con gái 16 tuổi. Rồi, chị Dung là một người như thế nào? Chị có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh thì là dạng như là điềm đạm, nhỏ nhẹ. Còn điểm yếu là cả nể. Dạ.
Chị có văn nghệ ca hát gì không? Có tài lẻ gì không? Không, mình không có tài lẻ. Dạ, rồi. Chị mình chia sẻ cho em một chút xíu về cuộc hôn nhân mà chị đã trải qua nhé. Thì mình ly dị cách đây là 11 năm rồi. Thì hai vợ chồng về nói chung là không phù hợp, thấy không hợp nhau thì chia tay thôi. Nhưng mà hai vợ chồng là sống với nhau bao nhiêu năm? Lấy kết hôn từ bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 2007, kết hôn được 5 năm. Kết hôn 5 năm. Vâng, vì cái lý do gì chứ kết hôn 5 năm thì bảo là không hợp thì nó chưa thuyết phục với chị. Nó phát sinh nhiều mâu thuẫn kiểu như là Vâng, ở vấn đề nào nó là chính á. chung là chị thì tính chị thì nhiều khi á, có vấn đề gì chị cũng ít nói á, thành ra là đâm ra nó nhiều khi nó tích tụ á, rồi đâm ra là nó bùng phát thôi. Thì nói chung là chồng thì có mình thì ai cũng có cái ưu điểm khuyết điểm, nhưng mà mình cảm thấy mình không chịu đựng nữa, không tiếp tục nữa, thế nên là mình như vậy thôi. Chị thấy ở cái trong cái lý do mà ly hôn ấy thì anh đấy là anh ấy có một cái vấn đề gì không? Mà tại vì bọn em phải hỏi như này để tìm cái người mới cho chị nó tốt hơn á, thì chị Nói thấy anh chung ấy có vấn đề gì ở phía anh ấy? nói chung không có cái sự chia sẻ, Không có sự chia sẻ. mọi việc là cũng tự bản thân một mình chị. Nói chung là phải nói sao nè, nói chung là không có cái tính tự lập á, không có tự chủ, không có quyết đoán, cũng hơi lệ thuộc vào gia đình, nên mọi việc là chỉ có một mình chị tự quyết. Rồi trong vấn đề con cái cũng vậy, Rồi, thì cũng chỉ mà có một mình chị. rồi. Mà bản thân chị thì là ít chia sẻ đúng không? Đúng rồi, rất Dạ. ít chia sẻ, Dạ. Chị tại này vì là chị nói chị. một hai lần không được, thành ra đâm ra chị cũng không nói, cho nên chị cũng không muốn là mình gây gổ, chứ cha mẹ mà gây gổ trước mặt con gái thì nó sẽ không có hay. Chị không Dạ. muốn con chị nó như vậy. Dạ. Vậy thì mình ly dị cách đây 11 năm rồi thì không biết là chị đã có những cái mối quan hệ tiếp theo chưa? Chưa em ơi, chị có đi làm công việc không? Nhưng mà chắc chắn là cũng phải có ông này ông kia tán tỉnh chị chứ nhỉ? Không, tại vì thực ra là chị là làm ở trong xăng dầu thì chị chỉ có ở trong ngành thôi, chứ chị cũng không có giao tiếp gì nhiều. Bản 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 thân của chị nhiều khi trong cuộc sống ấy, chị có cảm thấy cô đơn không? Xong rồi nhiều khi chị muốn tìm một cái ai cùng chị gánh vác cái công việc đấy không? Cũng có những thì Chị đến thời điểm bây giờ thì là cần. à, nhưng mà trước giờ là không 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 hề nghĩ tới và cũng không có nhu cầu tiến thêm bước nữa à? Tập trung vào làm thôi. Để lo cho con thì bây giờ nói chung là con nó cũng lớn rồi, lúc trước con nó còn nhỏ đó, cho nên là mình chị cũng không có nghĩ tới, chỉ có đi làm rồi cố gắng phấn đấu trong công việc. Hồi trước thì là chị là làm kế toán, Dạ. xong rồi sau khi ly dị thì chị mới tập trung vào công việc, chị phấn đấu lên, thì bây giờ chị là cửa hàng trưởng, chị quản lý cây xăng. Vâng, nhưng là tập trung hết vào công việc rồi. Không biết là con chị bây giờ 16 tuổi rồi thì cháu nó có ý kiến sao về cái việc mẹ đi thêm bước nữa chưa? Nó cũng có những cái lúc nó ích kỷ, nó cũng không muốn, nhưng cũng có những lúc thì nó lại muốn. Hiện tại là nó đang muốn hay không muốn? Bây giờ là nó để cho mẹ tự quyết. À. Rồi, chị biết là chị cần một người đàn ông như thế nào? Chung là tự chủ, Đúng quyết đoán, không có lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai hết, không? là trụ cột. À, trụ cột. Ngoại hình một chút xíu, chị thích thích mẫu người đàn ông có ngoại hình như thế nào? Chơi 1m65 giùm chị. Còn điểm gì nữa đặc biệt hơn nữa, cụ thể hơn nữa? Cũng như là thì đó, chị thì cũng là mẹ đơn thân cho nên là cũng chia sẻ, cũng có cái sự bao dung,
nói chung là quyết đoán và độc lập, tự chủ, bao dung. Cái vị trí vùng miền của anh ấy ở đâu thì hợp lý, quê quán của anh ấy ở đâu, nghề nghiệp của anh ấy như thế nào thì chị thấy là phù hợp với lại chị à? Có thể là bằng chị. Bây giờ hiện tại công việc của chị là cửa hàng trưởng đúng không? Thu nhập một tháng của chị trung bình là bao nhiêu à? 15 triệu. Dạ, thu nhập 15 triệu tháng. Anh ấy đang ở thành phố hay là anh có thể ở các tỉnh lân cận, hay anh ấy là người miền nào thì chị thích hơn? Miền nào cũng được em, nhưng mà đừng miền Trung. Chị không thích miền Trung đúng không? Không. Dạ. Chị có mà thể đừng quen gia xa được không? Nha. Dạ vâng. Chị có thể quen xa được không? Xa hả? Vâng. Cũng được. Chị thích nghề nghiệp nào phù nghĩ là phù hợp với mình? Kinh tại doanh nhiều khi bọn em không kinh doanh hoặc làm quản lý. Kinh doanh hoặc làm quản lý. Dạ. Rồi, có cái điểm gì mà chị cực kỳ ghét của đàn ông và chị cho vào blacklist luôn? Là không có tính tự chủ. Không, không có tự quyết được một vấn đề gì, cái gì cũng phải lựa thuộc vào gia đình, chị không thích. Rồi, đó. Rồi, anh ở vùng miền nào cũng được nhưng mà càng gần thì càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi. Dạ, dạ. Đó, bây giờ chị có bất cứ yêu cầu gì, đây là quyền lợi của chị nha, có bất cứ yêu cầu gì về bạn trai á thì mà người đấy người ta có một cái hoàn cảnh tương đồng như mình, người ta cũng chia tay vợ xong rồi cũng có con, thì có vấn đề gì không ạ? Không em, không vấn đề gì. Quan trọng là tính cách của họ thôi, ai cũng có mỗi hoàn cảnh mà. Bây giờ là hai mẹ con mình ở Sài Gòn đã có nhà chưa? Chị ở chung cư em. À, chị ở chung cư rồi. Là chung cư đấy là mua luôn rồi đúng không chị? Đúng rồi, của chị. Dạ. Rồi. Vậy là đấy, chị xem là còn yêu cầu gì về bạn trai nữa không thì chị cứ nói với lại bên em để bọn em tìm người cho chính xác. Nhưng mà chị cũng nói luôn nha, chị có xăm hình dạ. nha. À, chị có xăm hình. Đúng rồi. Bạn trai mà hút thuốc hay là uống rượu xíu được không? Được, không sao. Nhiều khi công việc ngoại giao cái đó là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đà. Không quá đà. Rồi. Đừng có nghiện, đừng có nghiện. Dạ, rồi rồi. Ok, chăm hình thì bình thường mà. Dạ. Dạ vâng, ok, em cảm ơn chị Dung nhiều nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên. Nếu mà chị được chọn để cho lên sóng của bạn muốn hẹn hò ấy, thì sẽ có biên tập trực tiếp làm việc với chị nhá. Rồi, chị cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị, đã tìm người phù hợp chị. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chào em, chị cảm ơn em. Dạ vâng, chào chị nhá.